Hôm nay cũng đúng như theo cái lịch trình tổ chức đã chúng ta là tổ chức offline. Tuy là cái số lượng nó không được đông nhưng mà tổ chức mong đợi, tuy nhiên là mới sẽ góp mặt với anh em vậy là cơ bản là rất là vui rồi. Và bây giờ là lần lượt là từng anh em sẽ giới thiệu một vài phút về bản thân của mình. Ví dụ như là mình nói là về cái tên game của mình này. Mình chơi cái hội nhóm nào để cho mọi người cùng biết được. Bắt đầu từ casino đi. Casino mà xin chào mọi người, mình tên là casino. Mình chơi cái game cái chế là lão rồi không hiểu nữa. Chào tất cả mọi người, rất vui gặp anh em ngày hôm nay. Cái này là mình sẽ là giới thiệu là theo cái trình tự nha, là mình đi xây dựng rồi, tức là ai là cũng đến lần lần mà bạn hiểu hết. Bây giờ là đến lấy mặt sau. Tôi thay mặt anh em của nhóm viên của tôi gửi lời cảm ơn các bạn
anh chị em đã đồng hành với anh em trong trò chơi game này. Cảm ơn các vị người xa. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Dương, mà năm nay là sinh năm 1979. Và đặc biệt là không phải là nhỏ, nhưng mà lớn tuổi lắm rồi. Chơi game từ khi tôi còn học đại học năm 2001 đến hôm nay là tròn 23, 24 năm. Từ khi chưa lấy vợ, con tôi bây giờ đến 14 tuổi rồi. Đấy, cái niềm đam mê của tôi muốn nói là đam mê đế chế là vô tận, và đây là một môn chơi thôi mà thực sự là rất là bổ ích và giải trí thậm chí. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn các bạn ở xa, dù là đến đây ở Sài Gòn, ở Bình Dương, đúng không? Anh em đều là hôm nay rất là vui. Tôi cảm ơn mọi người. Xin chúc sức khỏe. Ngày mai.
tiếp theo là con mặt mày tay lạnh đầu đi cọp cọp. Chào mọi người, em là Long, em là Long Bay. Lòng thổ là thảo trường thứ 94 thôi nha. Rồi bây giờ tiếp theo là đến ai chủ quán nè. Chủ quán nè. Chủ quán nè. Chủ quán nè. Xin chào mấy anh em. Mình là Út. Nickname là bên cái Út. Từ ngàn BB và từ ở đây cũng lâu rồi. Nhưng mà rất vui là có chương trình nào là anh em cũng gắn cái món mình ủng hộ bạn. Mình cũng rất là vui vui. Mình có tiền kỳ là mình ủng hộ anh em mấy mình không làm chuyện đấy. Nói chung là cứ anh em nào mà còn đây là mình ủng hộ. Rồi rồi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trong nguyên cái hội AOE là chỉ có một mình duy nhất là thành phố Bắc Định là được ban tổ chức là chọc từ đầu mỗi lúc là đẹp trai con chàng nào học hỏi thế cái đội luôn. Đây 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 đó. Thank you.
gây ra mấy cái mà cũng
ăn được hai cây Manowar đó. Đây là có tiềm năng nè, đây có tiềm năng nè, cái gì ấy mà qua là ăn được hai cây Manowar đó. Chịu chịu cái bên này nha, chứ ở đây là như vậy là các anh em và cơ bản là cũng đã được giao lưu hết rồi. Thì sẵn cái dịp này thì ban tổ chức cũng công bố luôn, ban tổ chức sẽ cam kết với các anh em là ban tổ chức sẽ duy trì cái việc mà offline này là năm nào cũng tổ chức. Còn về cái địa điểm thì các bạn sẽ phụ thuộc vào các phiếu bầu của các anh em nha. Ở đây là có 40 cúp do cái bạn Đồng Võ là tài trợ, là cái đội vô địch này hôm nay á là team của Bad Boy á, là team của Bad Boy luôn á, nhận cúp à. 4 cúp. Mời team vô địch. Nó chụp hình thôi đừng có quay.